Lô, xin chào tất cả các anh chị và các bạn vùng biển nha. Đây, hôm nay dùng cụi lịch giới thiệu cho mấy anh chị các bạn một cái sản phẩm đèn pin lặn đội đầu đeo tay H8 nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, thì đây là cái mẫu đèn H8 nè mấy anh chị các bạn ha. Đó, thì nó thiết kế sau nhiều lần cải tiến, trước đó nó kêu bằng cái mã là F9 ha, nhưng mà sau nhiều lần cải tiến về cường độ ánh sáng, rồi độ bền của pin, tuổi thọ của pin các thứ, thì hôm nay nó đã thành một cái mã khác, đó là H8 nha mấy anh chị các bạn. Đó, thì hôm nay shop giới thiệu cho mấy anh chị các bạn cái mẫu này, nó vừa đội đầu được, vừa đeo tay được luôn. À, để cho mấy anh chị các bạn đi gọi là đi lặn biển, bắn cá rồi này kia ha. Rồi ok. Đây full bộ nó mấy anh chị các bạn nha. Cái dây này để mình thay thế đeo tay nè, đây nó một bộ một cặp đó nè ha. Cái này để đeo vô cái tay phần đầu đèn. Phần này là để đeo vô cái phần pin nè mấy anh chị các bạn nha. Đó, ok nguyên bộ nè. Rồi, đây là cái dây đội đầu. À, công tắc on off đây ha. Cốc sạc đầy đủ hết nha mấy anh chị các bạn. Đây mọi thông số nằm phía sau. À, đây. Đó, độ sáng là 1000 lumen. À. Đây. Hai chế độ sáng. À, chế độ sáng nhất là được 8 tiếng, chế độ sáng sáng vừa là 20 tiếng. Đó. Đây, chiều va đập các thứ ha, lặn IP68 chuẩn 80m. Rồi, đây nó sử dụng 3 pin nha mấy anh chị các bạn. Mẫu này là nặng 600g, thời lượng sạc của nó là sạc 7 tiếng nha mấy anh chị các bạn ha. Đó. Thông số đầy đủ hết. Đây, công tắc on off. Đó. Rồi, tắt nè. Đó, hai chế độ sáng nha mấy anh chị các bạn. Đó, đơn giản cực kỳ. Mình sạc thì mình tháo phần đầu này ra nha mấy anh chị các bạn. Găm chui sạc vô. À. Đó, nguyên bộ nó full hộp đầy đủ. À, hôm nay Dũng Cựu Lịch giới thiệu cho mấy anh chị các bạn. Để anh chị các bạn dùng biển nào có nhu cầu sử dụng đèn pin lặn. À, H8, F8, F12, Q9, F13 thì hãy alo shop ngay lập tức nha mấy anh chị các bạn ha. Đây số điện thoại đây 0817 88482 nha mấy anh chị các bạn nha. Anh chị các bạn nào cần thì gọi ngay lập tức nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị các bạn nha. Nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm những sản phẩm khác của bên dụng cụ du lịch nha mấy anh chị các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.